Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 24 tháng 10 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, trường phân kỳ gió Tây Bắc khô không còn chi phối thời tiết các tỉnh thành miền Bắc, mà thay vào đó là trường gió Đông Nam ẩm nên mưa xảy ra ở một vài nơi với lượng không nhiều vào thời điểm đêm và sáng. Đến trưa chiều thì trời vẫn hửng nắng, nhiệt độ cao nhất lúc trưa chiều nay phổ biến ở trong khoảng từ 31 đến 33 độ, độ ẩm không khí tăng nên thời tiết tương đối oi bức. Dự báo trong 2 ngày sắp tới thì gió Đông Nam sẽ hoạt động mạnh hơn, trời còn xảy ra tình trạng mưa rào rải rác vào đêm và sáng, làm đường trơn trượt nên khi lưu thông vào thời điểm này thì quý vị cũng cần lưu ý. Sang đến ngày 27, tức là ngày thứ 5 tuần này thì đới gió Đông Nam suy yếu, thời tiết sẽ chuyển sang trạng thái có nắng nhiều hơn, trời khô ráo và nền nhiệt trong ngày cũng tăng nhẹ từ 1 đến 2 độ, dao động trong khoảng 31 đến 33 độ. Ở tại khu vực miền Trung, do ảnh hưởng của hội tụ gió Đông Nam nên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rào và dông, một số nơi còn xuất hiện mưa vừa mưa to. Hai ngày sắp tới thì mưa rào và dông vẫn duy trì tại khu vực này với mức độ rải rác, nền nhiệt giảm, cao nhất vào lúc trưa và chiều thì phổ biến ở dưới ngưỡng nhiệt là 32 độ. Còn ở tại khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nằm ở rìa phía bắc rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Nam Trung Bộ và Nam Bộ nên cũng có mưa rào tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Vào ban ngày thì có nắng gián đoạn nhưng mà nắng tương đối yếu, thời tiết thì vẫn tương đối mát mẻ với nhiệt độ cao nhất thì cũng chỉ dao động xung quanh mức nhiệt 29 đến 31 độ. Lên với các tỉnh cao nguyên, mưa ở đây thì chỉ còn duy trì trong hôm nay và ngày mai. Kể từ ngày 26 thì mưa chỉ còn xảy ra cục bộ vài nơi với lượng mưa không nhiều. Thời tiết tại khu vực Tây Nguyên thì sẽ chuyển sang trạng thái khô ráo và có nắng nhiều hơn, nên nhiệt trong ngày thì tăng lên mức nhiệt 29 đến 31 độ. Còn ở tại khu vực Nam Bộ thì mưa rào và dông vẫn xảy ra ở nhiều nơi từ nay cho đến ngày 26, một số nơi thì vẫn đạt đến mức mưa vừa mưa to. Thời gian mưa nhiều tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Phải đến ngày 27 thì rãnh áp thấp suy yếu, mưa ở Nam Bộ giảm dần, chỉ còn xảy ra rải rác tập trung ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, ngày 25 và 26, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 29 đến 32 độ. Sang đến ngày 27, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng 1 độ. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, 2 ngày tới, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây, có mưa vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt qua mức nhiệt là 32 độ. Sang đến ngày 27, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ trưa chiều dao động từ 30 đến 33 độ. Đối với các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày 25 và 26 nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây, có mưa vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 29 đến 32 độ. Ngày 27, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ tăng lên mức nhiệt 30 đến 33 độ vào thời điểm trưa chiều. Tại khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, ngày 25 và 26, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sang đến ngày 27, mây thay đổi có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng tại phía nam khu vực thì chiều tối sẽ có mưa rào và dông rải rác với nhiệt độ cao nhất ngày không vượt quá mức nhiệt là 33 độ. Trở vào với khu vực Tây Nguyên, ngày 25, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu vào lúc chiều tối và đêm. Ngày 26 và 27 tháng 10, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 2 ngày tới sẽ dao động từ 28 đến 30 độ, đến ngày 27 tăng lên mức nhiệt từ 29 đến 31 độ. Tại khu vực Nam Bộ, trong ngày 25 và 26, trời nhiều mây, có mưa, có nơi có mưa vừa đến mưa to và dông, cần đề phòng với lốc xoáy và gió giật mạnh cho cơn dông. Ngày 27, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở các tỉnh miền Tây. Gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá mức nhiệt là 33 độ. Khu vực thủ đô Hà Nội, trong 2 ngày tới, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều giảm mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ không vượt quá mức nhiệt là 32 độ. Ngày 27, mây thay đổi có mưa vài nơi, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ trưa chiều sẽ dao động từ 30 cho đến 33 độ. Trên biển, tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào vài nơi, gió hoạt động yếu ở dưới cấp 5, sóng biển thấp, thuận lợi cho hoạt động của tàu thuyền. Còn tại khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, trong cả 3 ngày tới thì sẽ thịnh hành gió Tây Nam cấp 4, cấp 5,
có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông thì tàu thuyền cần đề phòng với tố lốc xoáy và gió giật mạnh. Bản tin thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.